Hello, xin chào các đồng chí, anh chị em, các bạn thân mến của Lệ Minh. Buổi sáng từ miền quê hương đất nước Việt Nam thân yêu. Tôi lướt Facebook thì cũng có thấy một cái nhà dân chủ Phạm Đình Trọng ca ngợi Facebook, nền dân chủ của Facebook. Tôi cảm thấy ngồi cười đau cả bụng. Tội cho những người, những cái đám dân chủ trong nước như là Phạm Đình Trọng ngồi mà tâng bốc Facebook, tập đoàn Facebook như là một cái vị cứu tinh cho cái nền dân chủ thế giới. Thật sự ra thế giới ngày hôm nay các bạn biết, con người ta sống trong cái nền dân chủ, không riêng vì ở Việt Nam, đâu phải là họ nhờ vào cái nền tảng xã hội như là Facebook đâu các bạn. Nó nền dân chủ nó lệ thuộc vào cái văn hóa của từng quốc gia, chứ không phải giống như mấy cái đám dân chủ cụi như Phạm Đình Trọng. Đó là sự mị dân, cũng giống như một cái con cóc, con ếch ngồi dưới đáy giếng, cái ngó lên miệng hang, cái thấy bầu trời sao mà lớn thế, sao mà, nhưng mà khi mà chui lên rồi thấy hỡi ơi cái đường đời. Các bạn thấy không, biết bao nhiêu những cái loại dân chủ cụi như Phạm Đình Trọng đấu tranh thì miệt mài, ở trong nước thì bảo rằng là không có dân chủ, mà lên mạng thì dùng những cái nền tảng Facebook của Mỹ hay là của những cái quốc gia khác để đặng mà tuyên truyền xuyên tạc chống phá Việt Nam đấy. Nhưng mà khi qua được tới đất Mỹ hay là trời Tây, Bắc Âu, châu Âu rồi, các bạn thấy qua rồi thằng nào thằng nấy, con nào con nấy, nó còn thua con súc vật. Điển hình các bạn nhìn đi, Bùi Thị Kim Thành cũng là một nhà dân chủ lỗi lạc đại diện cho dân quan. Khi qua bên Mỹ thì thằng cảnh sát Mỹ nó còng tay lên, nó còng tay xuống. Rồi nào là mùa Trần Khải Thanh Thủy, trong nước thì cũng rào thét ghê gớm lắm, dân chủ đấu tranh đủ kiểu đủ cách. Qua đến Mỹ rồi thì hỡi ơi cái đường đời, cái sự thật thì nó lại phũ phàng. Lúc đó cái nền tảng Facebook nó cũng không có thể giúp gì để cho họ kiếm cơm mưu sinh, kiếm sống như ở trong nước. Các bạn thấy Phạm Đình Trọng này mơ tưởng, và những cái đám dân chủ, ngay cả những người dân mà họ kém hiểu biết trong nước như vậy, họ coi cái Facebook như là một cái gì đó nó ghê gớm lắm. Nhưng mà các bạn biết cái nền tảng xã hội, mạng xã hội, nó đã gây ra biết bao nhiêu sự chết chóc, đau thương, tan nát của biết bao nhiêu những gia đình và cái cuộc sống yên ấm của những người, của nhân loại, chứ không phải là đơn giản đâu. Những cái nền tảng mạng xã hội nó được thành lập với mục đích của cái bọn tài phiệt là làm sao nó kiếm thật nhiều tiền, và nó sẵn sàng và bất chấp mọi thủ đoạn để nó có thể gây sự bất ổn, và nó kiếm được tiền từ những cái quảng cáo, và từ đó những cái đam mấy những cái thành phần dân chủ bá dơ rồi nhảy vào để đặng mà sử dụng như là một cái công cụ tiên truyền xúi dục rồi xuyên tạc. Facebook tôi nói nếu mà không cẩn thận rất là nguy hiểm, chứ không phải là nó là một cái gì mà quá hay và tuyệt vời giống như cái tên mà dân chủ cụi Phạm Đình Trọng mà nghe thấy mà gọi là đánh bóng Facebook. Thằng Facebook mà nó tôi nghĩ mà nó ngồi đó mà nó hiểu được. Ngay cả thằng Mark mà nó nghe nó ngồi được, nó cũng cười khà khà khà, nó nói đúng là cái thứ mà ngu lâu dốt bền khó đào tạo, cái thứ mà gọi là ngu mà lì dốt mà tỏ ra nguy hiểm. Các bạn thấy biết bao nhiêu mấy cái đám dân chủ cụi trong nước, ngay cả cái con Nguyễn Ngọc Như Quỳnh có cái Facebooker gọi là mẹ nấm đấy, các bạn thấy không? Trong nước thì đấu tranh thôi, nào là cá chết rồi ô nhiễm môi trường Formosa, rồi cuối cùng được cái vé đi qua Mỹ.
qua được ôm được tổng ông Trump, bắt đầu mừng ríu rít. Khi mà cái sự thật nó quá phũ phàng thì lại quay qua than ôi, nếu mà được sống ở Việt Nam thì một lần thì cô ta cũng sẽ quay trở về Việt Nam để sống, bởi vì cái nền dân chủ Mỹ nó không như mà cô ta tưởng. Các bạn thấy, bởi vì nhiều khi những cái thành phần mà dân chủ mà gọi là trí thức nửa mùa ở trong nước, nhiều khi tôi thấy tội cho họ, các bạn, tội cho họ, họ mù quáng, họ 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 là những người giống như một đứa trẻ mới chào đời, rồi đi ra tập tành, rồi biết đi biết nói biết ăn biết học, rồi bắt đầu được được cho bú sữa, rồi bắt đầu cái cho ăn cơm, rồi bắt đầu quay qua, bắt đầu tăng bốc cái thằng Mỹ tăng bốc cái hệ thống Facebook, chàng ơi nó nhục như con cá đục. Tôi nói mấy cái thành phần này họ đầu óc sự hiểu biết của họ nó bị có vấn đề. Thứ nhất, cái ngôn ngữ của họ bị giới hạn. Thứ hai, họ không có đủ khả năng để đặng mà tra cứu hay tìm hiểu về những cái sự thật nền tảng Facebook như thế nào, mạng xã hội như thế nào. Họ sống trong sự ảo tưởng mà họ cho đó là thật, và họ đi đấu tranh, họ kêu gọi những người khác là đòi dân chủ, mà bản thân bọn họ chẳng biết dân chủ là cái quái gì cả. Bởi vậy cho nên qua tới Mỹ rồi thằng Mỹ nó cóc đầu còn thua con chó, khoanh tay dạ thưa vâng, nó đau lòng ở chỗ đó, sự ngu muội nó tột cùng. Nhiều tay cũng là nào là tiến sĩ, rồi nhiều thành phần cũng theo bác và đảng ghê lắm nha. Đó. Bởi vì cái mạng xã hội nó bộc lộ, nó bày tỏ, thật sự mà nói nó bộc lộ ra cái bản chất thật của con người. Những thành phần mà lên mạng đó, một thời gian rồi mình mới thấy được cái bản chất thật của họ, các bạn ạ. Nó lộ ra hết tất cả. Họ ngáo chính trị, họ ngáo đủ thứ hết trơn á. Nó khủng khiếp lắm. Bởi vậy lại mình lên đây chỉ góp tiếng nói của mình là về với quê hương, với những người mà người ta chưa có nhìn thấy được những cái sự thật ở trên đất Mỹ và ở trời Tây, để họ hiểu biết, họ không có bị mù quáng và sai lầm trong cái cuộc sống. Chỉ có thế thôi, chứ mình không có mục đích gì chứ. Mục đích của mình là làm sao phấn đấu trong cuộc sống, kinh doanh, làm ăn và mang lại những cái lợi ích cho mình, cho bản thân, rồi mới tới xã hội. Tại vì mình phải bản thân mình phải 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 sống sao cho nó đàng hoàng trước đã, và mình mới nói những cái câu chuyện khác, nó vĩ mô hơn, nó mới thực tế hơn. Chứ còn lên mạng ôm được cái Facebook tưởng đâu là mình đã lên tới trời, tới thiên đàng rồi. Bởi vậy thôi thì Lê Minh xin ngừng like ở đây và Lê bắt đầu tiếp tục công việc của mình. Xin chào quý bạn, chị em, các bạn trong diễn đàn nha. Bye 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 bye.